Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Lại là chuyên mục máy rửa bát ngon bổ rẻ phục vụ các bác ạ. Một con TM1 các bác nhé. Siêu lành bền vô đối luôn. Bảo hành 1 năm cho các bác. Ngoài thời gian bảo hành ra hỗ trợ trọn đời máy cho các bác về tất cả các cái vấn đề liên quan đến sửa chữa. Bên em chuyên về máy rửa bát cho nên linh kiện rất là nhiều. Các bác mua ở đây hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo hành, bảo tỏi nhé. Một con TM1 em để số mã số 7, em bán 2,7 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. 2,7 triệu các bác đã có một cái chiếc máy rửa bát Panasonic rồi. Một con máy có cái chiều cao là 60 phân, chiều ngang này là 55, chiều dày của máy phần dày nhất là 35 phân. Máy Nhật thì gọi là dòng máy 6 bộ, xếp được hai cái hàng là 12 cái bát con các bác nhé. 6 cái cốc ngắn, nếu không xếp cốc ngắn thì mình xếp được 4 cái bát con nữa. Xếp 8 cái đĩa. Đũa thì xếp khoảng 4 cái bát lô tô. Đấy là đối với một gia đình 6 đến 8 người ăn thì các bác bố trí. Máy rửa xong thì có sấy khô diệt khuẩn, khay rác. Còn máy Nhật siêu rẻ. Ở bên em đang có cái chương trình là sơn màu cho các bác nhé. Các bác nào thích màu gì phù hợp với căn bếp nhà mình. Đấy, thì em sẽ sơn cho các bác màu như vậy. Sơn miễn phí luôn nhé. Đấy, ví dụ như là các bác thích màu nâu chẳng hạn. Bên căn bếp nhà mình nó là tủ gỗ thì các bác sơn cái màu nâu cho nó cái mặt này, sơn cho cái mặt này. Đấy. Màu hồng cho tặng chị em hay là màu trắng, màu xanh, đỏ, tím vàng gì phục vụ các bác hết nhé. Đấy, sơn miễn phí luôn. Đấy, sơn cái toàn bộ cái mặt này theo yêu cầu các bác. Đấy, có thể sơn trắng, sơn màu gì cũng được, miễn là có sơn màu đấy em sơn. Sơn miễn phí luôn. Đấy, một con TM1 khuyến mại tặng màu sơn theo ý. Đấy. Giá quá rẻ luôn ạ. Nhiều bác thì thích màu nhũ để phù hợp với cái không gian bếp, màu nhũ thì nó như này ạ. Không gian bếp nhà mình nó như thế nào thì các tủ bếp bây giờ nó cũng khá là nhiều màu. Thế nên là màu nào các bác cảm thấy cần thì em sẽ sơn miễn phí cho các bác nhé. Đấy. Em bán 2,7 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển con máy rửa bát này đi toàn quốc là 120.000, biến áp là 500.000. Đấy. Chào các bác.